Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều chính sách, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến chè có hiệu quả như hỗ trợ đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, hỗ trợ giống chè mới, sản xuất chứng nhận chè hữu cơ, chè Việt Gáp, hỗ trợ cơ giới hóa, ứng dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, hỗ trợ thiết bị chế biến, bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu, kết nối quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với các cây trồng khác trong tỉnh. Sản lượng, chất lượng, giá trị sản phẩm chè ngày càng được nâng cao. Do vậy, thương hiệu trà Thái Nguyên ngày càng có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Mong là Thái Nguyên sẽ có một cái định hướng về phát triển ngành chè nó mang cái tính rộng hơn, xa hơn và bền vững hơn để chúng tôi có một cái định hướng, có một cái chỗ giống như là một cái nền tảng để phát triển. Mình cần muốn đầu tư về cái quy trình sản xuất. Thứ nhất là một là quy trình sản xuất là mình cũng đang theo là theo hướng hữu cơ, nhưng theo hướng hữu cơ là phải có chứng nhận. Các chuyên gia cho rằng để nâng cao giá trị của cây chè và sản phẩm trà, cũng như để trà Thái Nguyên tiếp cận được nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những thị trường khó tính, đòi hỏi phải tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm trong phát triển ngành chè của một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, cũng như nhu cầu tìm kiếm chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, bảo quản chè. Đối với cây chè của tỉnh Thái Nguyên ấy, thì hiện nay thì qua nghiên cứu bước đầu tại thị trường Nhật Bản thì có thể là ứng dụng rất nhiều cái phương pháp khoa học trong vấn đề chế biến sâu, chẩn đoán, đánh giá cái dinh dưỡng của cái thổ nhưỡng vùng trồng chè. Thì qua đó thì góp phần làm cho giá trị cây chè được tăng lên. Cái thói quen sử dụng trà của người Đức cũng như là người phương Tây thì họ cũng bắt đầu hướng đến những cái trà mà liên quan đến sức khỏe đó, tức là về họ học về thiền rồi các thứ, thì mình nghĩ là hoàn toàn có thể phù hợp với cái làm sao mà giới thiệu cái ngành chè cái ngành chè của Thái Nguyên đấy đến với cả nước Đức. Việc phát triển và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ chế biến sâu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm chè sẽ ngày càng đáp ứng tốt hơn, phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và danh xưng đệ nhất danh trà ngày một vươn xa.